trong vùng núi hẻo lánh có một người con gái. Đột nhiên bị một người đàn ông bắt cô ấy sang một bên, chuẩn bị làm trò khốn nạn với cô ấy. Người phụ nữ đẩy anh ấy ra, mắng người đàn ông không phải là đồ cặn bã. Người đàn ông quỳ xuống, xin cô ấy thỏa mãn nhu cầu dục vọng của mình. Người phụ này được gọi là Hằng Nga, là người vợ của một đội trưởng xuống núi. Cô ấy làm cơm cho công nhân làm mộc lên núi. Hằng Nga là một người rất đặc biệt, không ai tìm được trước vẻ đẹp của người phụ nữ trung niên này. Hơi người cô đã làm thỏa mãn được người khác. Toàn bộ người làm công ở đây là con trai, giống như chỉ có một dòng sông, đều cảm thấy mê hoặc cô ấy. Hằng Nga khi nấu cơm càng đẹp, công nhân có những lời lẽ hay. Khi Hằng Nga làm củ cải giống như mùi vị thịt vật, những người đàn ông lực lưỡng quanh năm không về nhà. Trên núi không có con gái cũng không có gì chơi, chỉ ngày qua ngày làm thợ mộc. Bọn đàn ông đã mê hoặc Hằng Nga. Hiệp Tiểu Bình là công nhân vừa mới đến, năm nay Tiểu Bình tròn 18 tuổi. Anh ấy không có việc gì không thể làm được, bị bố mẹ sắp xếp lên núi. Hằng Nga gặp Tiểu Bình vô cùng thấy mộc mạc, cũng giống như con của mình vừa lớn vậy, đối với anh ấy chăm sóc như con ruột. Trong cuộc sống hàng ngày người thợ mộc có giải trí rất nhiều, thì là vật tay. Trong mắt bọn họ, bức tranh người phụ nữ giống như báu vật vậy, tương trợ lẫn nhau không đấu đá. Những người công nhân không ngờ rằng ngày qua ngày rất vui vẻ, sớm muốn có người phụ nữ như muốn điên lên vậy. Hằng Nga giống như một thú săn, A Quang không chìm được đã ra tay trước. Anh ấy trêu đùa hỏi Hằng Nga bao nhiêu cân, không đợi Hằng Nga trả lời mà đã ôm cô ấy lên, dễ dàng ôm bổng cô ấy lên. Những người đàn ông đứng bên cạnh hò reo. Lão dị nhìn thấy vậy không những tức giận mà còn ghen tuông. Anh ấy cũng làm theo A Quang, tìm cơ hội để động chân động tay với Hằng Nga. Đột nhiên Hằng Nga không cẩn thận, ý đồ của bọn đàn ông cô làm sao hiểu nổi. Cô ấy cũng thông cảm cho những người đàn ông xuống núi không dễ dàng, bỏ qua cho bọn họ những chuyện nhỏ nhặt. Khi nấu cơm, A Quang lại trêu đùa cô ấy. Sau khi Hằng Nga nghe xong, dùng chậu nước đổ vào người A Quang, những người đàn ông ở gần đấy cười hả hê. Tiểu Bình đơn thuần nhìn bọn họ cười theo. Lên núi lần này có thêm người phụ nữ thứ hai, khuôn mặt cô ấy vẫn còn trẻ, con người thích thiên nhiên. Sau người đội trưởng nhìn thấy trước mắt phòng trọ của những người công nhân, nhìn thấy họ cởi trần, cô ấy liền ngại ngùng lấy túi che mặt, quay đầu chạy đi luôn. Chạy đến nửa cầu cô gặp Tiểu Bình, Tiểu Bình ở lại nói chuyện cô ấy. Những người đàn ông đó không phải là người xấu, chỉ là lâu rồi không có người con gái đến nên có một chút thua lỗ. Tên của cô ấy là Tạ Giao, dáng vẻ của cô ấy đến xưởng gỗ làm đo đạc. Khi ăn cơm, lão dị nhìn chăm chú Tạ Giao. Tổ trưởng yên lặng nhìn cô ấy, mắng lão dị một trận hung dữ. Công việc của Tạ Giao là kế toán đo đạc gỗ mộc, lương cao hay ít cũng khỏi cần nói rồi đó. Sau khi công nhân biết cũng không dám vô lễ với Tạ Giao. Tạ Giao thấy Tiểu Bình con người chân chất, mộc mạc, bảo anh ấy hỗ trợ cho Tạ Giao. Tổ trưởng đã dặn dò Tiểu Bình để cho bọn họ đo chuẩn một chút. Tạ Giao muốn tham quan phòng trọ của Tiểu Bình. Tiểu Bình nghe xong liền chạy vào phòng trọ, xóa đi bức họa người phụ nữ trên tường, sợ Tạ Giao nhìn thấy. Tạ Giao vào đến phòng trọ, nhìn thấy giường chiếu của bọn họ, chế nhạo phòng trọ giống như chỗ chiến tranh. Cô đối với công việc đo lường rất nhiệt huyết, nhưng kết quả cho Tiểu Bình thấy quá ít rồi. Trước đây Tạ Giao nói đều lén lút tăng ca của công nhân, kết quả đều mất vợ mất con nhỏ. Để đi vào sâu trong núi không dễ dàng gì, người làm thợ mộc vất vả. Tạ Giao quyết định giúp đỡ, đo 50m ghi thành 120m. Tiểu Bình bị Tạ Giao làm cho cảm động. A Quang sau khi làm xong công việc trở về, nhìn thấy bức họa người phụ nữ trong phòng trọ đó bị xóa mất, liền tức giận. Vì người phụ nữ vẽ trên tường giống như tâm linh của bọn họ, bức vẽ không còn, đời người giống như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiểu Bình thừa nhận mình đã xóa. A Quang động tay với anh ấy, tổ trưởng liền ra khuyên ngăn. Tiểu Bình cũng giải thích lo lắng ảnh hưởng không tốt với Tạ Giao sau khi nhìn thấy, còn nói công việc đo đạc hoàn thành thuận lợi, tháng này công nhân có thể được phát tiền lương 120. Sau khi tổ trưởng nghe xong vô cùng ngạc nhiên, liền đến cúi đầu cảm tạ Tạ Giao. Sau khi bọn họ biết được nhiều tiền như vậy, vô cùng phấn khích vui mừng. Tạ Giao nói với người công nhân, đây là công lao của Tiểu Bình. Tiểu Bình được những người thợ mộc nhấc bổng lên, bản thân Hằng Nga cũng hiện lên sự vui mừng đó, nhưng cũng bị những người đàn ông kia dọa đến phát sợ. Lão dì và A Quang luôn nghĩ cách muốn được ôm người phụ nữ già này. Khi Hằng Nga đang làm cơm, lão dì lén lút đi vào, giả bộ bản thân bị đau. Hằng Nga tưởng thật, nhanh chóng sờ vào chỗ đau bụng của lão dì. Nhìn thấy lão dì giả bộ, Hằng Nga biết bản thân mình bị lừa, chỉ nhìn thấy Hằng Nga cười. Khi xoa bụng đau, cô đã cởi luôn quần của lão dì để cho anh ấy mất mặt. Tổ trưởng nghe thấy tin đến nhanh, sau khi biết hậu quả cũng cười lớn lên, còn khen Hằng Nga, cô ấy chính là niềm hạnh phúc của những người thợ mộc, cô ấy chính là nguyên nhân từ cuộc sống khô khan thành tràn đầy sức sống, chính là người phụ nữ như vậy, để cho A Quang thấy việc làm của mình đã quá đáng. Hôm nay A Quang bám đuôi theo Hằng Nga, cô chuẩn bị xuống ôm cô ấy lại, định làm chuyện hồ đồ với cô, nhưng bị cô ấy đẩy ra. Cô ấy chỉ cái mũi của A Quang cửa mắng, nhưng mặt A Quang lộ ra vẻ đau khổ, quỳ xuống đau khổ cầu xin cô. Nhưng Hằng Nga bị trái tim của anh ấy làm cho cảm động, trong đầu đang đấu tranh, cô ấy nhắm mắt mặc kệ A Quang. Nhưng thật không may lão dị nhìn thấy, anh ấy phát điên giống như muốn vừa đánh vừa mắng A Quang. Hằng Nga liền nhìn thấy lão dị.
Sau mấy ngày cảnh sát nghe thấy tin mà đến. Vì có người nói với cảnh sát Hằng Nga bị A Quang cưỡng hiếp. Hằng Nga giải thích với cảnh sát không phải A Quang cưỡng hiếp mình, vì cô ấy không muốn A Quang ngồi tù. Hóa ra lão dị uống say rồi đến báo cảnh sát, vì không có chứng cứ rõ ràng. Sau khi dạy dỗ lão dị, cảnh sát cũng rời đi. Nhưng chồng của Hằng Nga cũng biết chuyện này. Khuôn mặt chồng cô xám xịt lên núi hỏi trực tiếp cô. Hằng Nga một lời không nói, cùng chồng đi. Bọn công nhân nhìn thấy cảnh tưởng Hằng Nga đi xa, không ai nói một câu. Trong phòng trọ đầy sự buồn bã, bọn con trai đều giống như trái cà tím, điên lên. Tổ trưởng cùng với bọn công nhân thay phiên nhau nấu cơm, nhưng không có ai bằng lòng. Lúc đó Tạ Giao nhận trách nhiệm nấu cơm cho mọi người. Cô ấy ngăn lại chuyện tồi tệ, chủ yếu là muốn sống cùng Tiểu Bình, muốn giúp đỡ sớm chiều. Không gian hai người cùng tình yêu kín đáo. Tạ Giao cũng lo lắng những vấn đề trước mắt của Tiểu Bình. Cô ấy cảm thấy trong núi lớn này là không có lối thoát. Sau đó cô ấy lấy ra thông báo gọi nhập ngũ, khuyến khích Tiểu Bình nên đi, vì đây là tương lai. Tiểu Bình lúc này biết, thực ra Tạ Giao là thiên kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp. Đối mặt với thân phận chênh lệch với Tạ Giao, thực ra Tiểu Bình có chút tự ti, bởi vì bản thân anh ta là một người thợ mộc, bản thân không xứng với Tạ Giao. Cuối cùng anh quyết định làm một người lạnh lùng, một mình rời xa ngọn núi đó, đi ra ngoài thế giới tìm tương lai cho bản thân. Sau nhiều năm, Tạ Giao kể lại câu chuyện với con gái, nhưng sớm biết đồ nát, cô ấy hy vọng kho gỗ không sao. Nhớ lại những ký ức đẹp năm đó, nhìn thấy tình yêu năm đó với Tiểu Bình, cùng nhìn thấy những người thợ mộc vui vẻ. Một bộ phim hoàn mỹ nguyên bản, khi đó cuộc sống giản dị, một bộ phim thú vị. Thân phận người công nhân trong bộ phim có hai loại đặc trưng, giống như dòng nước trong sạch cũng có dòng nước dơ bẩn. Tạ Giao và Tiểu Bình càng đáng buồn hơn. Hai người yêu thương nhau, nhưng vì thân phận không giống nhau, cuối cùng họ đã không ở bên nhau. Thực sự làm cho người xem cảm thấy đáng tiếc.